JK chúng em sẽ lên một cấu hình combo với cái mức đầu tư chỉ với 16 đến 17 triệu đồng. Chúng ta sẽ có một cấu hình combo đầy đủ như là bộ mic không dây cao cấp 4 dâu sóng khỏe như VK31 đi kèm với một chiếc đẩy X7 thế hệ mới là phiên bản đẩy liền vang DAC X7 Pro. Tiếp nữa thì không thể thiếu được cặp loa thùng nhiều đường tiếng, đó là đôi loa WeWood G2000 Pro. Trong cái cấu hình này toàn bộ là các thiết bị mới nhất của năm 2022. Và đây cũng là những cái đơn hàng mà chúng em đang bán rất là tốt thời điểm hiện tại cho những không gian khán phòng mà chúng ta muốn sử dụng trong khoảng 25-30m2. 25-30m2 sử dụng một cặp loa. Nếu các em có điều kiện, chúng ta có thể nâng cấp thêm cho mình, lên bổ sung thêm cho mình một cục súp. Còn ở đây với tài chính 16 triệu đến 17 triệu thì các em sẽ có được một cấu hình combo như em đang giới thiệu đây. Đầu tiên là cặp loa. Cặp loa này là cặp loa WeWood G2000 phiên bản Pro, phiên bản có ốp vân gỗ bên hông trên đỉnh, được phủ màu bóng, tạo nên cái sự sang trọng cho cặp loa. Với cái chiều cao lên đến 80cm và ngang 36, sâu 30. Thì ở đây phiên bản này được trang bị một con bát 30 với công nghệ gần mút xốp và màng xanh, cộng với hai con chung đường kính lớn lên đến 16 và ba con chép màng giấy. Ở đây là em đang bỏ ế căng nha, còn phía bên này em đang để ế căng, các bạn có thể nhìn thấy ế căng lụa từ trên xuống dưới và dưới là logo của WeWood. Hiện tại cặp này đang có giá bán là 7 triệu đồng ạ. Để có được một cái cấu hình combo trong tầm tiền thì các anh em không thể thiếu được chiếc đẩy liền vang WeWood X7 Pro DAC Lehman Time, một trong những chiếc đẩy mới về tại JK, phiên bản nâng cấp cho phiên bản trước đây rất thành công, đó là con X7 DAC trước đây. Hiện nay phiên bản này được thiết kế đẹp hơn, cấu hình khủng hơn, công suất khỏe hơn, tiếng tươi hơn, hát tốt hơn, echo ngọt, reverb thông minh chuẩn hơn và trùng hú tốt hơn. Giao diện phía trước của nó thì toàn bộ chúng ta sẽ có cái cấu hình như là toàn bộ đèn led gù xanh cộng với màn hình chính giữa hiển thị luôn chúng ta có những cái nguồn nhạc vào, và vẫn giữ được những cái truyền thống dễ sử dụng, đó là sử dụng những chiếc bút điện hoặc là tô vít hai cạnh, đó là điều chỉnh các setup cơ bản như là mic tông và echo và volume to nhỏ mic và cái phần music tông. Ở đây thì có thêm những cái đường ngõ vào, chọn ngõ vào và neck truyền bài khi chúng ta nghe qua khe cắm thẻ nhớ hoặc là USB. Bên này là volume to nhỏ của music và bên này volume to nhỏ của mic. Công tắc bật tắt nguồn vậy thôi, đơn giản dễ dùng nhưng lại hiệu quả cao, hát karaoke hay, tiếng đẹp mượt mà. Giá là 7.500.000 đồng thì JK đang khuyến mại cho những đơn hàng đầu tiên là 7 triệu tròn. Chính vì vậy trong cấu hình combo này, vì sao nói là 16 17, vì trong cái cấu hình combo này thì chắc chắn là JK sẽ tặng chi tiết của nó sẽ là 17.500.000 đồng và JK sẽ khuyến mại cho anh em là 1.500.000, vậy là còn 16 triệu. Bộ mic 4 dâu sóng khỏe VK321 đang có giá 3 triệu nhưng ghép trong cấu hình combo này thì chúng em sẽ tặng cho anh em chỉ còn 2 triệu, đó là sẽ tặng miễn phí 1 triệu và kèm theo con đẩy tặng thêm 500.000 nữa. Là cấu hình combo này tròn vẹn vẹn là 16 triệu, tặng đầy đủ dây các phụ kiện đi kèm và bàn giao lắp đặt tại nhà cho bản kính cho phép. Cũng như ở xa chúng em sẽ gửi xe hoặc gửi bưu điện. Các anh em có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm này trên cái cấu hình combo này tại địa chỉ 133 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Còn ở xa thì inbox trực tiếp cho chúng em hoặc xem những video em đang đăng tải đây để thấy được cái công năng và cái chất lượng của sản phẩm, thì các em có thể đặt hàng qua hai số hotline công ty. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào cái phần test thử tiếng mic và để các em nghe luôn cái phần karaoke, vì nghe karaoke các em vừa nghe nhạc vừa nghe tiếng mic luôn, thì một cái video không mất quá nhiều thời gian của các em. Cảm ơn các em. Và sau đây thì đến cái phần chúng em test mic thì các em đeo tai phone vào để cảm nhận và nghe cái chất lượng của cái bộ. Trên sông ra tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời, ôi hình hài một vài giờ vui. Tôi muốn nói nên chọn lời êm đềm kề tai em bằng con tim một người yêu em.
mong gì gặp lại lần thứ hai.